Từ tối và đêm nay ngày 22 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21 tháng 10 đến 3 giờ ngày 22 tháng 10 như sau: Vinh Hồ, Lai Châu 51,9mm, Mường Pùng, Điện Biên 34,8, Phú Gia, Hà Tĩnh 95,6mm, Hương Vĩnh, Hà Tĩnh 75,2mm, Thanh Thủy, Nghệ An 39,6mm, Hóa Thanh, Quảng Bình 118,4mm, Cam Thành, Quảng Trị 111mm. Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ngày 22 tháng 10, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tối và đêm nay ngày 22 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, 200-400mm mỗi đợt, có nơi trên 450mm mỗi đợt. Quảng Bình, Bình Định, 100-200mm mỗi đợt, có nơi trên 250mm mỗi đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.